Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 246 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Một ngôi sao có đường kính 9 ước dặm, 8 miếng gỗ xanh to lớn vòng quanh ngôi sao. Mỗi một miếng gỗ xanh cao 10 ức 8.000 vạn dặm, rộng 3 vạn 6.000 dặm, dày 9.000 dặm. Trên ngôi sao không có sinh mệnh nào khác ngoài nam nhân râu ria xồm xoàm ngồi xếp bằng trên mặt đất mênh mông. Nam nhân này chính là Hắc Mộc Chúa Tể. Ông... 8 miếng gỗ to chậm rãi xoay tròn quanh ngôi sao như thiên thể vận chuyển kèm theo vạn luật kỳ dị. Hắc Mộc Chúa Tể mở mắt ra, mặt hơi tái nhợt. Phùm. 8 miếng gỗ xanh vòng quanh ngôi sao nhanh chóng bay về sau lưng Hắc Mộc Chúa Tể. Hắc Mộc Chúa Tể nhẹ gật đầu nói: tính ra là Viêm Long vực giới, một lực lượng đáng sợ đã xuất hiện, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, trong vô hình cho ta cảm giác bá đạo còn hơn Đạt Phong lĩnh chủ. Lực lượng này đại biểu cho ai đây? Không lẽ có Chúa Tể được đến binh khí chiến tranh sao? Hắc Mộc Chúa Tể có suy đoán như vậy. Sức uy hiếp của binh khí chiến tranh đáng sợ và rất to lớn. Binh khí chiến tranh có cao có thấp. Kỳ Linh được binh khí xiềng xích tuy có công hiệu chấn áp, hấp thu nhưng phải cho đối phương lại trước, nên thứ này chỉ xem như hơi đặc biệt, không giúp ích nhiều trong chiến đấu thật sự. Như Thanh Dương Tinh chỉ có một cái, lại là thứ ảnh hưởng chiến cuộc một khu vực trong chiến tranh thượng cổ. Nên Đặt Phong lĩnh chủ chỉ có một cái, Bệ Hạ Cô Độc có hai cái, mà địa vị của hai người lại ngang nhau. Sao Viêm Long vực giới ư? Đạt Phong lĩnh chủ được câu trả lời của Hắc Mộc Chúa Tể liền truyền mệnh lệnh: mang Nhai, Minh Lan, Phong Vũ, trong Viêm Long vực giới các ngươi có lực lượng đáng sợ xuất hiện, nó thậm chí vượt tầm kiểm soát của ta. Các ngươi phải luôn xem xét Viêm Long vực giới. Nếu như Viêm Long vực giới có động tĩnh đặc biệt, thông báo cho ta, ta sẽ đến ngay. Ta biết rồi. Chúng ta cũng sinh ra cảm ứng, cảm giác áp lực đáng sợ. Ừ, chúng ta đang tìm. Mang Nhai Chúa Tể, Minh Lan, Phong Vũ vừa nhận được mệnh lệnh của Đạt Phong lĩnh chủ thì cũng tự tin hơn. Đạt Phong lĩnh chủ cũng sinh ra cảm ứng. Nếu xảy ra chuyện gì, có thể nhờ Đạt Phong lĩnh chủ giúp đỡ. Thế là Mang Nhai, Minh Lan, Phong Vũ, thậm chí Đạo Minh nhận được mệnh lệnh của Đạt Phong lĩnh chủ, bắt đầu điều tra bốn phía, điều tra mọi động tĩnh liên quan đến Viêm Long vực giới. Thế nhưng Viêm Long vực giới vẫn luôn bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Thời gian cứ thế trôi đi, 600 vạn năm sau, khi Cầm Hỏa Thần thoát khốn. Vèo! Một chiếc vực giới phi chu xuất hiện ở khu vực bên rìa Viêm Long vực giới. Trong chiếc phi chu chỉ có một người mặc áo xanh đứng khoanh tay, không mang pháp bảo binh khí gì. Ánh mắt dịu dàng như nhìn thấu hết thảy, hy vọng vậy. Khi thấy Viêm Long vực giới xuất hiện trước mắt, người đó liền mỉm cười nói: trở lại, rốt cục cũng trở lại Viêm Long vực giới rồi, Dịch Ba ta đã về đây. Người này chính là Dịch Ba Đế Quân, nổi tiếng lừng lẫy. Trong vũ trụ hỗn độn bao la, Dịch Ba Đế Quân quen biết rộng hơn Đạt Phong lĩnh chủ. Dù thực lực kém một mảng lớn, nhưng với đại năng trong các vực giới dị vũ trụ xa xôi thì bọn họ không quan tâm Đạt Phong lĩnh chủ, vì có lẽ mãi mãi không chạm mặt, bọn họ có thể không bao giờ có việc cầu Đạt Phong lĩnh chủ. Thế nhưng có nhiều thứ lại cần Dịch Ba Đế Quân giúp đỡ. Dịch Ba Đế Quân điều khiển vực giới phi chu, vui vẻ nhìn Viêm Long vực giới. Chà chà, đây chính là cảm giác hương vị quê hương. Khí chất của Dịch Ba Đế Quân rất độc đáo, siêu nhiên, tựa như người quan sát vạn vật trên đời vậy. Dịch Ba Đế Quân mỉm cười nói: thật không ngờ Viêm Long vực giới quê hương của ta lại ra đời một nhân vật ghê gớm, có thể khiến ta vô hình sinh ra cảm ứng được. Cảnh giới đạo thôi diễn của Dịch Ba Đế Quân quá cao, một số việc quan trọng xảy ra trong quê hương Viêm Long vực giới đều bị y cảm ứng được. Ví dụ một chúa tể mới sinh hoặc Cầm Hỏa Thần đi theo Kỳ Linh. Dịch Ba Đế Quân cười nói: cũng nên đi gặp nhân vật ghê gớm này rồi. Vèo! Chiếc vực giới phi chu xé rách thời không, ở trong Viêm Long vực giới xuất phát thẳng hướng Thiên Thương Cung. Với năng lực thôi diễn của Dịch Ba Đế Quân, có thể thôi diễn ra vị trí lực lượng đáng sợ kia, nên không ngừng đến gần.
Dịch Ba Đế Quân lười thôi diễn nhiều lần, đến gần Từ Từ trực tiếp một lần xé rách thời không đến bên ngoài Thiên Thương Cung, Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới. Vì Dịch Ba Đế Quân dựa theo kiến thức đã biết trong Nguyên Viêm Long Vực Giới, thôi diễn ngược lại từ trong vô số nhân quả chọn ra cái y cần. Khi Dịch Ba Đế Quân đến Viêm Long Vực Giới, rất nhanh đã ngộ ra phán đoán đại khái. 89/10 nhân vật ghê gớm này là Yêu Nghiệt Đạo Quân ngộ ra đạo trung cực Bắc Minh Đạo Quân. Nếu đoán sai, Dịch Ba Đế Quân phải thôi diễn từng bước một cũng dần đến gần. Trong không trung bên ngoài Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới, Dịch Ba Đế Quân một mình đứng nhìn Vĩnh Hằng Giới trước mắt mình. Dịch Ba Đế Quân gật gù, ta đoán đã không lầm rồi. Trong vũ trụ có vô số nhân quả, nhóm kỳ linh có thể thấy nhân quả, nhưng nên biết một phàm nhân có rất nhiều nhân quả. Trong Vĩnh Hằng Giới có bao nhiêu sinh linh đây, nhân quả dây dưa đếm không xuể, không cách nào xem xét được. Nhưng khi Dịch Ba Đế Quân nhìn Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới, liền để xác định lực lượng này đúng là trong Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới. Bắc Minh Đạo Quân phải nhìn xem lực lượng đáng sợ này là gì đây. Dịch Ba Đế Quân nhấc chân đi vào Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới. Bên trong Thiên Thương Cung, kỳ linh khoanh chân ngồi trên cầu, kiếm quang lấp lánh bên người. Trong vườn hoa gần đó có một tên mập đang nằm đè lên nhiều hoa, tay cầm thịt ăn, miệng dính đầy mỡ, vừa nhai lại vừa đung đưa trong vườn hoa, lắc lư như cái nôi vậy. Thanh Ma Chúa Tể ngồi trong cái đình ở phía xa cũng nhai ngồm ngoàm, ngẫu nhiên bực bội lức xéo tên mập ra rẻ hồng hào. Bạch Dung Hộ Vệ yên lặng ngồi trong góc, vĩnh viễn thủ vệ kỳ linh. Cầm Hỏa vừa ăn lại vừa lẩm bẩm, sướng quá là sướng đi, sướng ơi là sướng. Thanh Ma vùi đầu ăn cào nhào nói, cướp đồ ăn của ta, cướp đồ ăn của ta, Cầm Hỏa chết tiệt, nếu không phải đánh công lại thì Xung quanh Thanh Ma dựng bình chứng pháp lực hoàn toàn ngăn cách thanh âm. Thanh Ma rất đức chế, lão cũng thích ăn, nhưng lão lấy ra đồ ăn ngon thì bị Cầm Hỏa nâng tay trên mất. Đánh thì không lại, chỉ biết múa mép mà còn không dám làm cho Cầm Hỏa nghe thấy. Chợt có thanh âm truyền vào, Bắc Minh Đạo Hữu. Kiều Linh mở mắt ra, sao? Giọng kia lại tiếp tục lên tiếng, Đạo Hữu rất giỏi trận pháp, nếu là trận pháp của tông phái bình thường thì không ngăn ta được, ta có thể dễ dàng đi vào. Thế nhưng Bắc Minh Đạo Hữu bày ra trận pháp huyền diệu khó lường, trong một chốc lát ta không phá giải được. Kiều Linh dương mắt nhìn qua trận pháp cấm chế, thấy không trung bên ngoài có một nam nhân áo xanh đang đứng ở đó. Nhìn một cái Kỳ Linh giật nảy cả mình. Nam nhân áo xanh trước mặt cho Kỳ Linh cảm giác siêu nhân độc đáo, như vượt qua thế giới này. Kỳ Linh có thể thấy nhân quả cực kỳ ngoan ngoãn trên người nam nhân áo xanh. Nhân quả ngay ngắn, có trật tự như đã bị khống chế. Nhân quả không còn là gánh nặng trói buộc, ngược lại thành công cụ cho nam nhân áo xanh khống chế và lợi dụng. Trong tất cả nhân vật Kỳ Linh đã từng gặp, chỉ có Hồng Nhân Chí Tôn là hơn một bậc. Hồng Nhân Chí Tôn đã siêu thoát nhân quả. Kỳ Linh lập tức mở ra trận pháp cấm chế cho nam nhân áo xanh đi vào. Mời, xin mời đạo hữu vào. Nam nhân áo xanh hư không đi đến động phủ chỗ Kỳ Linh. Nam nhân áo xanh nhìn Thanh Ma Chúa Tể ở phía xa. Ồ, một vị chúa tể ư? Nghe đồn Bắc Minh đạo hữu có một vị chúa tể làm người đi theo, vị này chắc là Thanh Ma Chúa Tể. Nam nhân áo xanh lại nhìn Cầm Hỏa mập mạp vừa ăn vừa lăn trong vườn hoa, y lộ vẻ mặt giật mình. Nam nhân áo xanh ngạc nhiên cười nói, không ngờ là hỗn độn nguyên thú, ghê gớm thật. Xem nhân quả dây dưa, không ngờ Bắc Minh đạo hữu thuần phục được một con hỗn độn nguyên thú, bội phục mà. Kỳ Linh âm thầm líu lưỡi, Kỳ Linh và Cầm Hỏa dính líu nhân quả lớn nhất. Nhưng tại sao đối phương nhìn sơ qua đã nhận ra nguyên thú hỗn độn vậy? Nên biết thuật biến hình của Cầm Hỏa là thiên phú, nhóm Kỳ Linh không nhìn ra sơ hở gì cả. Lão nhân gầy nhom Thanh Ma Chúa Tể đến gần, cao mày rất bất mãn, người là ai? Cái tên này mới gặp mặt đã nói gì mà người đi theo Chúa Tể, hình như không thèm để lão vào mắt, làm lão khó chịu. Hơn nữa Thanh Ma Chúa Tể không cảm nhận uy hiếp nào từ người trước mắt cả. Nam nhân áo xanh nói, tại hạ tên là Dịch Ba. Dịch Ba Đế Quân phất lờ biểu tình hết hồn của Thanh Ma Chúa Tể, quay sang nói chuyện với Kỳ Linh. Ta vốn đang sống sáo bên ngoài, bỗng nhiên tâm linh sinh ra cảm ứng, biết một lực lượng lớn xuất hiện trong quê hương nên nhanh chóng chạy về. Thôi diễn ra lực lượng này ở Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới nên tìm đến Bắc Minh Đạo Quân. Không ngờ lực lượng này là hỗn độn nguyên thú,
thật bội phục. Có thể thuần phục được hỗn độn nguyên thú ở trong vũ trụ hỗn độn bao la đều là nhân vật ghê gớm cả. Nỗi lòng Kỳ Linh rung động, mặt ngoài vẫn giữ bình tĩnh nói ngay: Dịch Ba Đế Quân thật khiến ta kinh ngạc, không ngờ hôm nay được gặp Dịch Ba Đế Quân. Nào nào, chúng ta ngồi xuống từ từ rồi nói chuyện. Dịch Ba Đế Quân gật đầu đồng ý. Được. Kỳ Linh rất tò mò, kính lệ nhân vật truyền kỳ Dịch Ba Đế Quân này. Ở trong mắt Dịch Ba Đế Quân thì Kỳ Linh cũng là một đạo quân truyền kỳ, có thể tu hành đạo trung cực đến đẳng cấp tứ bộ đạo quân, vốn đã truyền kỳ, số lượng lại rất hiếm hoi, ít hơn dị vũ trụ chi chủ rất nhiều. Càng đừng nói tới đạo quân có thể khiến chúa tể làm người đi theo, lại còn thu phục một con hỗn độn nguyên thú. Dịch Ba Đế Quân sinh lòng khâm phục với Kỳ Linh. Hai người ngồi xuống trò chuyện vui vẻ, tính tình cũng hơi hợp nhau. Dịch Ba Đế Quân gật đầu nói: Ồ, nghe kể thì ra là như vậy. Băng Phong quân đoàn này đúng là nổi tiếng bá đạo, kiêu căng. Bọn họ cho rằng đạo quân tuổi thọ ngắn ngủi, sau này hợp đạo thất bại, vực giới phi chu sẽ vẫn dấy lên tranh cướp, nên có ý định cướp giật là chuyện bình thường. Lần trước ngươi khiến bọn họ mất mặt, tất nhiên Băng Phong quân đoàn sẽ không chịu bỏ qua. Thế nhưng chuyến này lại đi là đế quân áo vàng lang chủ, một số đế quân áo đen dưới trướng tìm đến, người đang có hỗn độn nguyên thú, bọn họ sẽ không đem đến uy hiếp gì đâu. Kỳ Linh gật đầu. Dịch Ba Đế Quân lại nói: À phải rồi, lúc trước ta đến Thiên Thương Cung phát hiện trận pháp của Thiên Thương Cung rất là huyền diệu. Tuy ta chỉ kiêm tu trận pháp nhưng có đẳng cấp thánh thành chi chủ, hơn nữa am hiểu thôi diễn, có chút giỏi về phá giải trận pháp. Nhưng trận pháp này ngươi bày ra làm ta thấy hơi khó khăn. Kỳ Linh cười nói: Dịch Ba đại ca cũng rất lợi hại, nhìn thấu ngay là ta bày ra. Dịch Ba Đế Quân khiêm tốn nói: Thuật nhỏ mà thôi, ta chỉ giỏi cái này. Hai người nói chuyện xưng huynh gọi đệ với nhau. Kỳ Linh nói: Trận pháp của ta chủ yếu là hai lưu phái, còn là lưu phái trận pháp của Tây Tư tộc, hai lưu phái kết hợp với nhau mới có uy lực như vậy. Dịch Ba Đế Quân gật gù: Hèn gì, người tu hành ngắn ngủi mà có thành tựu trận pháp như vậy, không uổng công có ngộ đạo ra đạo trung cực. Tuy hai ta gặp nhau ngắn ngủi nhưng hơi hợp tính, ta muốn nhắc nhở ngươi một điều. Ngươi có một hỗn độn nguyên thú rồi, ngươi đừng lo lắng uy hiếp từ bên ngoài, lo tập trung tu hành là được. Với ngươi thì khó khăn nhất là hợp đạo, nếu không hợp đạo thành công thì còn nếu hợp đạo thành công sẽ có tuổi thọ vĩnh hằng, sau này có thể thường xuyên gặp nhau rồi. Tính cách tu hành giả khác nhau, Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể có cá tính riêng biệt. Kỳ Linh và bọn họ có mối quan hệ tốt đẹp nhưng không thân đến mức như huynh đệ bằng hữu tốt. Kỳ Linh và Kiều Trần trải qua sống chết mới dần hình thành huynh đệ sống chết có nhau. Kỳ Linh và Dịch Ba Đế Quân đơn thuần cá tính hợp nhau, vừa gặp đã có hảo cảm, tự nhiên thành bằng hữu tốt. Một đại năng giả có được một bằng hữu tốt không dễ dàng. Dịch Ba Đế Quân không kiềm chế được lo cho Bắc Minh hợp đạo. Kỳ Linh nói: Việc hợp đạo đành dốc hết sức ra, xông thẳng thế trước thôi. Thành công hay thất bại thì đã có hết sức ra rồi, sẽ không hối tiếc. Thời gian trôi đi, đối với đế quân thì hai hỗn độn kỷ nguyên rất ngắn ngủi, cho nên Dịch Ba Đế Quân tạm thời ở lại Thiên Thương Cung. Sau này Thiên Nhất Đế Quân mới biết Dịch Ba Đế Quân trong truyền thuyết ở Thiên Thương Cung của mình sợ đến ngây người. Nghe Kỳ Linh, Dịch Ba dặn dò, Thiên Nhất Đế Quân mới không đồn tin này ra bên ngoài. Đối với Dịch Ba Đế Quân thì y muốn gặp ai liền gặp, có một số người y không muốn thấy vì rất rắc rối. Sau khi Dịch Ba Đế Quân đến hơn ngàn vạn năm, Dịch Ba Đế Quân Kỳ Linh đang đánh cờ. Kỳ Linh giỏi về trận pháp, đánh cờ cũng hơi cao siêu, Dịch Ba Đế Quân lại càng lợi hại, nhưng vì hiếm khi gặp đối thủ không tệ nên chỉ đánh cờ bình thường. Bác Minh! Kỳ Linh nhìn hướng Dịch Ba Đế Quân nói. Ồ, sao vậy? Dịch Ba Đế Quân nói. Người Băng Phong quân đoàn chắc đã đến rồi, chúng ta đi nghênh tiếp thôi. Mắt Kỳ Linh sáng rực. Sắp đến rồi ư? Cầm Hỏa mập mạp đang cùng Thanh Ma chúa tể ăn uống ở phía xa chợt ngước nhìn hướng Kỳ Linh. Băng Phong quân đoàn sao? Kỳ Linh đứng bật dậy kêu lên. Xuất phát đi nghênh tiếp Băng Phong quân đoàn nào. Cầm Hỏa siêu hưng phấn vì chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Rốt cuộc cũng đến rồi, ăn luôn chúng luôn, ăn luôn, ăn luôn, ta ăn luôn chúng. Vèo. Kỳ Linh, Dịch Ba Đế Quân, Cầm Hỏa Thần, Thanh Ma, Bạch Dung cả năm cưỡi trên vực giới phi chu,
thẳng tới khu vực ngoài rìa của Viêm Long vực giới. Dịch Ba Đế Quân mặc áo xanh nhìn hắc ám vô tận ở phía xa. Chúng ta chờ ở đây, khoảng một tách trà sau Băng Phong quân đoàn sẽ đến thôi. Kỳ Linh phục sát đất kiểu thủ đoạn biết trước này, Dịch Ba Đế Quân chợt lên tiếng: đến rồi. Kỳ Linh nhìn thấy bên rìa hắc ám phía xa xuất hiện từng tia sóng gợn lan tràn ra khe hở thời không lớn. Một chiếc vực giới phi chu liền bày ra. Từ vực giới phi chu truyền ra tiếng hử tức giận. Uy áp đáng sợ khuếch tán làm cho Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung biến sắc mặt. Chỉ có Dịch Ba Đế Quân cầm hỏa thần vẫn là bình tĩnh. Thực lực của Dịch Ba Đế Quân không cao, thế nhưng đã trải qua nhiều điều, từng thấy tồn tại đáng sợ thật sự. Đi một số nơi bí ẩn còn nhiều hơn bệ hạ cô độc Đạt Phong lĩnh chủ. Một người kiến thức rộng mà nhiều nên Dịch Ba Đế Quân có thể bình tĩnh đối diện với Đế Quân áo vàng. Cầm hỏa thì chỉ có tôn chủ Tây Tư tộc, chí tôn của tu hành giả là khiến cho nó sợ. Rất to gan, dám xuất hiện trước mặt ta sao? Các bóng người bay ra, dẫn đầu là sinh vật hình người như bôi hoàng kim, phía sau là chín sinh vật hình người màu đen, tất cả phát ra hơi thở mạnh mẽ. Một đế quân áo vàng, thực lực ngang ngửa dị vũ trụ chi chủ, chín đế quân áo đen bằng chín chúa tể, bọn họ đứng đó tạo ra uy áp, áp lực vô cùng kinh người. Đế quân áo vàng, lang chủ nhìn hướng Dịch Ba Đế Quân, lộ ra vẻ kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng. Dịch Ba ư? Hèn gì Bắc Minh đạo quân trùng hợp trở ngay tại đây. Hóa ra sau lưng có Dịch Ba Đế Quân. Sớm nghe tiếng của Dịch Ba Đế Quân, giờ cũng là lần đầu gặp. Sao muốn ngăn cản ta sao? Dịch Ba Đế Quân cười nói: không lẽ ta kêu ngươi lui thì ngươi rút về sao? Lăng chủ phát ra sát khí bá đạo cực đậm, là người đáng sợ nhất trong những người Kỳ Linh đã gặp. Lăng chủ không thèm để Dịch Ba Đế Quân vào mắt. Không thể nào. Xem trọng Dịch Ba Đế Quân nhà ngươi thì tâng bốc mấy câu thôi, còn xem thường ngươi thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Tính cách của lang chủ rất cao ngạo, gã không có chuyện cầu Dịch Ba Đế Quân. Trong năm tháng vô tận, đây là lần đầu tiên đã gặp mặt Dịch Ba. Đối với một đế quân không có thực lực bằng chúa tể thì lang chủ chẳng thèm để vào mắt. Dịch Ba Đế Quân bình tĩnh nói: thực lực của Dịch Ba bình thường, chỉ hiểu chút thuật thôi diễn, được vài bằng hữu tốt tâng bốc lên. Đối với người không có gì cầu ta thì ta thật sự chẳng là gì cả. Mặt ngoài lăng chủ lạnh lùng cao ngạo, nhưng trong lòng vụt qua chút suy nghĩ. Dịch Ba Đế Quân ở đây phải chăng có tính toán gì chăng? Nhưng bàn về sức sinh tồn thì thân thể đế quân áo vàng như ta mạnh hơn cả dị vũ trụ chi chủ. Với thực lực của ta và chín đế quân áo đen dưới trướng, Đạt Phong lĩnh chủ đích thân đến mới uy hiếp ta được. Mặc kệ Dịch Ba Đế Quân có âm mưu gì cũng không thể hại ta được. Lăng chủ tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Dùng lực phá pháp, thực lực đủ mạnh thì mọi tính toán chỉ là trò cười. Lăng chủ nhìn hướng thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen. Bắc Minh đạo quân. Kỳ Linh, lăng chủ từ xa đối diện với nhau. Kỳ Linh lên tiếng: ồ, lăng chủ tướng quân. Lăng chủ nói: hay cho một đạo quân, ghê gớm cũng ghê gớm đây. Ngươi là đạo quân duy nhất khiến ta sống lâu như vậy, phải xem trọng ngươi. Kỳ Linh đáp lễ: ồ, tướng quân quá khen rồi. Lăng chủ liếc Thanh Ma đứng cạnh Kỳ Linh: đừng khiêm nhường, đạo quân có thực lực chúa tể lại càng khiến cho chúa tể làm người đi theo thì thật là ghê gớm mà. Nhưng người đi theo này quá uất ức, nếu là ta đã tự sát từ lâu rồi. Thanh Ma mắt lóe tia sáng lạnh. Kỳ Linh nói: ta khinh thường nhất là tự sát đấy. Lăng chủ nhướng mày nhìn thiếu niên áo trắng, hừ lạnh một tiếng: sao, thật là không biết trời cao đất rộng, hèn gì dám đối địch với Băng Phong quân đoàn ta. Bắc Minh đạo quân, ngươi là đạo quân, tuổi thọ chỉ có 108,000 hỗn độn kỷ nguyên, ngắn ngủi biết bao. Chờ khi đại hạn tuổi thọ của ngươi qua thì ngươi sẽ chết đi, khi đó vực giới phi chu vẫn rơi vào tay người khác mà thôi, thậm chí gây nên cuộc tranh giành lớn. Với đế quân tuổi thọ vĩnh hằng như chúng ta, có được vực giới phi chu là có thể phiêu bạt, kiến thức nhiều hơn. Còn vực giới phi chu ở trong tay ngươi chỉ lãng phí mà thôi. Lang chủ vốn định trực tiếp xuống tay, nhưng khi thấy Dịch Ba Đế Quân mặc dù tự tin còn đó, nhưng gã cẩn thận hơn chút. Kỳ Linh lắc đầu nói: giao ư? Tại sao phải giao báu vật của ta cho ngươi chứ? Người lang chủ bắt đầu dâng trào sát khí: thật sự là không giao sao? Vì sự có mặt của Dịch Ba Đế Quân làm cho lăng chủ thận trọng,
giờ bay biến hết, bản tính cuồng bạo bộc lộ ra. Kỳ Linh dứt khoát lắc đầu nói, không giao. Ánh mắt lăng chủ lạnh băng, tự tìm đường chết mà. Lăng chủ vung tay lên, gầm lên chỉ vào Kỳ Linh, giọng ồm ồm vang vọng hư không xung quanh. Giết hết bọn chúng đi, xóa sổ luôn Thiên Thương Cung, cho các người biết hậu quả khi đối địch với băng phong quân đoàn của ta sẽ như thế nào. Chín sinh vật hình người màu đen cung kính tuân mệnh, tuân lệnh. Giết, giết. Chín đế quân áo đen lộ ra sát ý, uy năng hùng hồn đều bùng nổ. Chín luồng ánh sáng màu đen rộng lớn xé rách hư không. Bọn họ thói quen chinh chiến, quen thói tàn sát. Một số thế lực cường đại bị bọn họ nhổ tận gốc, giờ chỉ là một thế lực đạo quân, không đáng lọt vào mắt họ. Kỳ Linh nghe thanh âm quanh quẩn giữa hư không, mắt lộ ra sát ý. Băng phong quân đoàn thật bá đạo, đáng tiếc lần này là hắn chiếm ưu thế. Kỳ Linh chỉ đằng trước ra lệnh, cầm hỏa giết sạch bọn họ. Cầm hỏa luôn kiềm nén tính tình, đứng một bên lập tức lắc mông to, hưng phấn la lên, ta chờ lúc này lâu rồi, chờ lâu rồi. Một tên mập nhìn như bình thường đột nhiên hóa thành đoàn lửa rực rỡ. Trong lửa nóng có sinh vật kỳ dị như gấu bay ra, dương đôi cánh to đỏ rực. Chín đứa quần áo đen đang bay tới lộ vẻ kiêng dè khó hiểu. Bọn họ cảm nhận uy hiếp đáng sợ, nhưng không biết thứ trước mắt là vật gì. Lăng chủ ở phía xa biến sắc mặt, sao? Cầm hỏa thần phát ra tiếng giống rung trời, gào. Miệng cầm hỏa thần phun ra lửa đỏ thẫm hùng dũng, hầu như chớp mắt bao phủ hư không xung quanh, bao trùm luôn chín đứa quân áo đen lao đến. Đây là nguy rồi, lửa này quá mạnh, trốn mau. Chín đứa quân áo đen bị lửa đỏ thẫm bao phủ, cảm giác đau đớn kịch liệt, làn da đen bên ngoài người bọn họ dần hòa tan. Bàn về thực lực của họ, tuy lợi hại hơn Bạch Dung hộ vệ đôi chút, thế nhưng đứa quân áo đen là dùng sinh mệnh thi triển nghi thức xả thân kế thừa sức mạnh, còn Bạch Dung hộ vệ là khôi lỗi 100%, chuyên môn dùng để hộ vệ, năng lực sinh tồn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Dịch Ba đế quân kinh thán, lửa thật đáng sợ, mạnh hơn bí thuật cấp chúa tể rất nhiều. Thanh Ma ở bên cạnh cũng nói, chúa tể bình thường sẽ bị thiêu chết thôi, thân thể các đế quân áo đen này rất ghê gớm nên chỉ bị hòa tan dần dần. Vèo. Cầm hỏa thần vừa phun lửa đáng sợ, vừa đập hai cánh hóa thành luồng sáng đáng sợ. Kỳ Linh giật nảy mình, nhanh quá. Tốc độ này nhanh còn hơn tốc độ cực hạn của vực giới phi chu rất nhiều. Lôi tinh chúa tể trốn trong vực giới phi chu ở phía xa cũng ngạc nhiên mà bật thốt lên, quá nhanh. Lôi tinh chúa tể là từ đạo lôi điện thành tựu chúa tể, trong chúa tể tốc độ của gã thuộc hàng đỉnh cao nhất. Lôi tinh chúa tể biến sắc mặt nói, tốc độ nhanh hơn ta rất nhiều, sao có thể nhanh như vậy được. Cầm hỏa thần gọi là cầm hỏa thần vì bay siêu nhanh nên được cho rằng thuộc loài cầm, sở trường nhất là bay, thứ hai mới là thủ đoạn công kích. Xoẹt phụt. Cầm hỏa thần hóa thành luồng sáng, chớp mắt lao đến trước mặt một đế quân áo đen. Một móng vuốt mập ú chộp cánh tay đế quân áo đen vặn vẹo, ngực thủng một cái lỗ to, trong ngực có vô số đường đá, một ngôi sao trong đó vỡ nát. Cơ thể đế quân áo đen bị tổn thương chí mạng, chớp mắt đã bị chết. Phập. Lại một móng vuốt bấu vào đế quân áo đen khác. Dù đầu của đế quân áo đen vô cùng cứng cỏi nhưng vẫn bị bóp bể, chết luôn. Lăng chủ tướng quân ở phía xa khóe mắt muốn nứt ra, trốn nhanh. Khi gã thấy lửa đỏ thấm liền biết không ổn, lập tức lao qua muốn cứu thuộc hạ dưới trướng. Thế nhưng tốc độ bay của lăng chủ so với tốc độ bay của cầm hỏa khác biệt quá lớn, không cùng một đẳng cấp. Đám đế quân áo đen vốn chậm hơn cầm hỏa thần rất nhiều, lửa đỏ thấm đáng sợ càng làm cho bọn họ chậm chạp hơn nữa. Còn về lăng chủ tướng quân cứu viện ư, đám đế quân áo đen chỉ cần một ý niệm đã tính ra, với tốc độ của lăng chủ nếu bay qua thì khi đó bọn họ đã bị cầm hỏa thần giết hết rồi, nên phải tự bảo vệ mình. Mau hợp sức lại, chúng ta cùng nhau kéo dài thời gian, kéo dài trong nháy mắt là được rồi. Đám sinh vật hình người màu đen như gặp thiên địch cực kỳ hãi hùng. May mắn chín người cùng nhau xông lên, cách nhau khá là gần. Chờ cầm hỏa thần liên tục xé rách hai đứa quân áo đen thì bảy người khác cũng đã tụ lại với nhau. Một đế quân áo đen phất tay lấy ra pháp bảo động thiên, mau trốn vào động thiên đi. Bóc. Lửa đỏ thẫm đáng sợ có thể đốt cháy chúa tể, pháp bảo động thiên đẳng cấp thực phẩm vĩnh hằng nứt ra, pháp bảo bị hỏng. Vèo. Cánh to tầm trong lửa đập một cái
cầm hỏa thần đã bay tới trước mặt bảy đế quân áo đen. Chắn lại! Bảy đế quân áo đen cùng vung hai tay, hoa văn màu bạc trên da tỏa sáng, khí lạnh ngập trời khuếch tán. Các bàn tay to phủ lớp băng vỗ vào cầm hỏa thần lao đến. Cầm hỏa thần vốn rất thô bạo nên chọn cách cứng đấu cứng. Ào, chết đi cho ta! Cầm hỏa thần xà xuống, đôi móng vuốt như tay gấu to đập xuống, mang theo uy năng làm nhóm kỷ linh thanh ma đứng xa cũng phải run sợ. Móng vuốt va chạm với các bàn tay đen của đế quân áo đen. Bùm! Cú va chạm khó tin, chớp mắt dẫn đến hư không xung quanh sụp đổ. Bảy đế quân áo đen liên hợp liều mạng, có uy năng không thua gì một dị vũ trụ chi chủ. Đợt va chạm với cầm hỏa thần, dù họ yếu thế, nhưng cũng làm hỗn độn nguyên thú lảo đảo, tốc độ bị ức chế. Bảy đế quân áo đen cùng bay ngược ra sau, toàn thân rung rung, người nứt nẻ li ti, vết thương quá nặng, cỡ như bọn họ cũng phải mất một hồi lâu mới lành lặn lại được. Vèo! Cầm hỏa thần lảo đảo giảm mạnh tốc độ, nó nổi điên lên lại vỗ cánh. Vèo! Cầm hỏa thần vụt qua không trung, giết hướng đám đế quân áo đen văng ra xa. Các đế quân áo đen chưa lấy lại tinh thần ngay được. Nguy rồi, tản ra trốn đi. Trốn được người nào hay người ấy thôi. Đám đế quân áo đen bị thương nặng, cơ thể bị hất văng mất kiểm soát, không thể lần nữa bắt tay nhau ứng đối. Bảy người đành thuận theo lực ném chạy trốn đi. Xoẹt! Cầm hỏa thần đập cánh nhanh kinh khủng, móng vuốt vụt qua một đế quân áo đen chạy trốn, thoáng chốc xé rách ngực người này. Phần ngực có mấy chỗ hiểm nên bị một kích chí mạng. Cầm hỏa thần há to mồm máu cắn một cái. Gào! Phập! Nguyên người sinh vật hình người màu đen bị nó nuốt vào miệng, nhai răng rắc. Đây là mãnh thú đáng sợ nhất vũ trụ hỗn độn nguyên thú. Chúng nó ăn nguyên vực giới là rất bình thường. Sinh vật hình người màu đen chỉ đủ cầm hỏa thần nhét kẽ răng, hơi dai một chút. Rốt cuộc lang chủ cũng lao tới. Dừng tay cho ta! Phập! Trước khi lang chủ ngăn cản, cầm hỏa thần đã vỗ móng vuốt vào lưng một sinh vật hình người màu đen. Sống lưng lõm xuống, người kêu răng rắc, hơi thở thoáng chốc yếu đi. Lang chủ điên tiết, hai tay cầm hai lưỡi đao. Đáng chết, chết đi cho ta! Xoẹt xoẹt! Hai luồng đao quang như cầu vồng xẹt qua không trung, mang theo lửa giận, sát ý vô tận của lang chủ chém hướng cầm hỏa thần. Cầm hỏa thần đập cánh, cánh to như tấm thuẫn đập vào hai đao quang. Bùm! Đợt va chạm mãnh liệt còn hơn lúc cầm hỏa thần và bảy đế quân áo đen đụng độ. Lang chủ bay ngược lại, cầm hỏa thần khựng lại, ngạc nhiên nhìn lang chủ. Lang chủ nhìn ra sau lưng. Chết tiệt, khốn kiếp thật. Bốn đế quân áo đen bị thương nặng đang hốt hoảng chạy trốn, hướng trước vực giới phi chu ở phía xa. Lòng lang chủ nhỏ máu. Chín đế quân áo đen một hơi mất hết 5 người. Băng phong quân đoàn của ta trong 5 tháng vô tận chưa từng bị mất mát lớn như vậy. Băng phong quân đoàn chinh chiến tứ phương, gây ra bao nhiêu trận đại chiến, nhưng chỉ chết 8 đế quân áo đen. Lần này đơn giản là tiêu diệt một thế lực đạo quân. Vậy mà chớp mắt băng phong quân đoàn bên ta mất hết 5 đế quân áo đen ư? Cầm hỏa thần liền gầm lên. Người có chút thực lực, cơ đám dị vũ trụ chi chủ đánh cũng không chết được. Cút đi, lười đánh với người rồi. Nếu không phải bảy tên kia làm ta hơi trì trệ thì bọn họ cũng đã chết hết rồi. Đúng là như vậy. Tính theo tốc độ đáng sợ của cầm hỏa thần, rất có thể giết hết sinh vật hình người màu đen trước khi lăng chủ ngăn cản. Nhưng bảy đế quân áo đen liên hợp lại ngăn chặn ảnh hưởng tốc độ của cầm hỏa thần, nên cuối cùng 9 đế quân áo đen chỉ chết 5 người, 4 người chạy trốn. Lăng chủ giận điên người. Ngươi! Lăng chủ chưa bao giờ bị mất mát lớn như vậy. Gã cuồng bạo. Người chết đi cho ta! Cầm hỏa thần gầm lên lao qua. Ta không đánh chết ngươi được, nên lười đánh, còn muốn lao vào sao? Hư không trăm ức dặm hoàn toàn sụp đổ, các mảnh vụn bị cắt thành vô số hạt nóng cháy. Thân hình phi cầm lửa to lớn và bóng người màu vàng nhiều đợt va chạm đánh nhau. Đây là va chạm đẳng cấp sức chiến đấu khác nhau. Cầm hỏa thần chiếm ưu thế, hoàn toàn áp chế bóng người màu vàng, nhiều lần đánh bay người đi, nhưng cơ thể đế quân áo vàng quá mạnh, ngoài ra không có một vết chảy. Lang chủ nhiều lần điên cuồng lao lên, bày ra đao thuật cực kỳ tinh diệu. Đó là đao thuật cảnh giới chúa tể. Va chạm đáng sợ, kỷ linh thanh ma nhìn mà tim đập chân run. Kỷ linh nhẹ gật đầu. Đây chính là thực lực đẳng cấp dị vũ trụ chi chủ hay sao? Cầm hỏa thần đúng là mạnh hơn dị vũ trụ chi chủ rất nhiều, nhưng nó không thể giết người vì cảnh giới của nó quá thấp.
chiến đấu ỷ vào thiên phú, nên các dị vũ trụ chi chủ có thể giữ mạng sống trước mặt cầm hỏa thần, nhưng cứng rắn chống lại thì không vượt qua được. Thế nhưng lăng chủ đế quân áo vàng thân thể đủ mạnh, nhiều lần bị đánh bay, sau đó tức giận cắn chết không nhả, lao lên lần nữa. Thật là đại hủy diệt, chúa tể bị công kích kiểu này cũng sẽ mất mạng, thanh ma kinh thán. Đây mới chỉ là một tướng quân của băng phong quân đoàn. Dịch ba đế quân góp lời. Hắn đã là đế quân áo vàng, vì bệ hạ cô độc kia cũng chỉ là đế quân áo vàng. Bệ hạ cô độc chẳng qua có thêm binh khí chiến tranh, những binh khí chiến tranh chỉ như gãy ngứa với cầm hỏa thân, không thể tổn thương thân thể xứng là bất diệt của nó, nên bệ hạ cô độc có lên cũng sẽ bị trà đạp. Đây chính là điểm đáng sợ của hỗn độn nguyên thú. Kỳ Linh gật đầu. Bỗng nhiên phương xa phía sau lan tỏa dao động thời không, một lão nhân râu bạc có 6 cái sừng cong, mặc áo trắng tinh, bước ra khỏi khe hở thời không, là Mang Nhai chúa tể. Mang Nhai chúa tể tái mặt nhìn cảnh tượng hủy thiên diệt địa ở phía xa. Dao động thật đáng sợ. Dao động đó vượt trên Mang Nhai chúa tể rất nhiều, đã đến đẳng cấp khác. Phương xa lại một bóng người xuất hiện, là Phong Vũ chúa tể. Mạnh quá, đây là lực lượng đáng sợ, đã vượt tầm kiểm soát của Đạt Phong lãnh chủ sao? Minh Lan chúa tể cũng xuất hiện. Sao, là đế quân áo vàng ư? Đế quân áo vàng trong truyền thuyết ngăn ngửa dị vũ trụ chi chủ mà bị trà đạp thảm như vậy sao? Còn dị thú này có lai lịch gì đây? Bọn họ là ba chúa tể của Viêm Long vực giới, tất nhiên cảm ứng được dao động đáng sợ như vậy đều chạy tới xem. Trên vực giới Phi Chu là Lôi Tinh chúa tể và 4 đế quân áo đen thoát nạn, bên kia là nhóm Kỳ Linh và ba chúa tể mới đến. Bọn họ rung động nhìn trận đại chiến trước mắt mình. Cầm hỏa thần đại chiến với lang chủ phát điên, lang chủ tức giận gầm giống: chết tiệt, khốn khiếp, đáng chết ma. Tiếng gầm gừ quanh quẩn 4 phương 8 hướng, trong thanh âm ẩn ẩn chứa bực tức, giận dữ, không cam lòng. Lang chủ chưa từng tức tối như vậy, gã nhiều lần cuồng bạo lao lên, nhưng cũng biết không thể tiếp tục mãi như thế này, vì tiếp tục cuồng bạo sẽ tiêu hao hết uy năng trong người, sẽ bị nguy hiểm đến mạng sống. Lang chủ ngoái đầu nhìn thiếu niên áo trắng ở phía xa, trong mắt có sát ý đáng sợ. Bắc Minh đạo quân, ta nhớ ngươi, nhớ kỹ ngươi, đi. Lang chủ chạy trốn, cầm hỏa thần bị lang chủ chọc giận: muốn trốn ư? Cầm hỏa thần đập cánh, chớp mắt xẹt qua không trung, nhanh đến khủng khiếp, chỉ chớp mắt đã đuổi kịp lang chủ đang chạy trốn. Cầm hỏa thần lại vung móng vuốt lên. Ồ, người nói trốn liền trốn luôn sao? Bù một tiếng, một tiếng nổ điếc tai, lang chủ tướng quân vẫn lành lặn, chiến đao trong tay hóa thành vòng sáng, cả người gã như hình tròn. Lang chủ theo xung lực trốn tiếp, cơ thể mạnh mẽ của gã không bị chảy chuội gì. Lang chủ trốn, cầm hỏa thần truy sát theo sau. Kỳ Linh truyền âm tâm linh liền ra lệnh: cầm hỏa, đuổi theo cho ta. Cầm hỏa thần điên cuồng liền chút ra: cứ giao cho ta, muốn trốn liền trốn, làm gì có dễ như vậy. Chúng ta đuổi theo. Kỳ Linh cũng phất tay thả ra chiếc vực giới Phi Chu, hắn và Thanh Ma, Dịch Ba Đế Quân, Bạch Dung liền bay theo. Mang Nhai chúa tể bay đến: Bác Minh, mang chúng ta cùng đi xem đi. Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể cũng đến. Bọn họ rất vui lòng xem cuộc chiến với điều kiện không bị lực lượng đẳng cấp dị vũ trụ chi chủ đem đến uy hiếp. Trải qua quan sát ngắn ngủi, ba người lờ mờ đã đoán ra được. Rõ ràng dị thú bí ẩn đáng sợ đè đầu đế quân áo vàng đang đánh kia thuộc về phe Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng không từ chối: được rồi, chúng ta cùng đi. Thế là Kỳ Linh, Dịch Ba Đế Quân, Thanh Ma, Mang Nhai, Phong Vũ, Minh Lan, Bạch Dung cưỡi trên vực giới Phi Chu. Vực giới Phi Chu xẹt qua không trung đuổi theo phía sau. Tính về tốc độ thì tốc độ cực hạn của chiếc vực giới Phi Chu Kỳ Linh điều khiển không bằng cầm hỏa thần. Thế nhưng lang chủ quá chậm, nó một đường hành gã, nhóm Kỳ Linh nhẹ nhàng đuổi kịp. Ba người Mang Nhai chúa tể chào Dịch Ba Đế Quân: ồ, là Dịch Ba, đã lâu không gặp, Dịch Ba. Dịch Ba Đế Quân đến từ Viêm Long vực giới nên cũng quen biết ba vị chúa tể này. Hai bên vừa quan sát chiến đấu đáng sợ trình độ cao ở phía xa, lại vừa tán gẫu. Mang Nhai chúa tể nhanh chóng hỏi ra điều muốn biết nhất: Bác Minh, dị thú này là hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết sao? Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể cũng tò mò. Kỳ Linh gật đầu nói: đúng, nó là hỗn độn nguyên thú, tên nó là Cầm Hỏa Thần. Ba người Mang Nhai chúa tể liền hiểu ra. Hèn gì, ta đã nói mà, chỉ có hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết mới có thực lực đáng sợ như vậy thôi.
lúc trước bọn họ đã suy đoán được, nhưng chưa bao giờ gặp hỗn độn nguyên thú. Chỉ nghe trong truyền thuyết, hỗn độn nguyên thú rất hiếm thấy. Phong Vũ chúa tể nói, lợi hại, lợi hại. Cầm hỏa thân là hỗn độn nguyên thú mà đánh nhau với băng phong quân đoàn thì chắc đã bị thuần phục rồi. Minh Lan chúa tể nhìn Dịch Ba đế quân cười hỏi, Dịch Ba, là ngươi thuần phục hỗn độn nguyên thú sao? Ba người bị rung động và khâm phục. Hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết gặp còn khó khăn, thuần phục càng là truyền thuyết trong truyền thuyết. Nhưng nếu là Dịch Ba đế quân làm, tuy vẫn khiến bọn họ giật mình nhưng hợp lý. Dịch Ba đế quân vốn được nhóm đại năng đỉnh cao mời đi các vùng đất bí ẩn, y có khả năng may mắn thuần phục một con hỗn độn nguyên thú. Dịch Ba đế quân lại lắc đầu nói, ta không có bản lĩnh đó đâu, là Bắc Minh thuần phục. Ba người mang nhai chúa tể mắt tròn mắt dẹt nhìn Kỳ Linh không biết nên nói cái gì. Bắc Minh ngư? Bắc Minh đạo quân quá yêu nghiệt, chưa từng nghe qua đạo quân đáng sợ như vậy. Nếu là đại năng vĩnh hằng đế quân như Đặt Phong lĩnh chủ, bệ hạ cô độc thuần phục một con hỗn độn nguyên thú thì còn chấp nhận được. Thế nhưng đạo quân làm được chuyện này thì rất thần kỳ. Kỳ Linh bình tĩnh nhìn bên ngoài nói, chỉ là ăn may thôi. Kỳ Linh nhìn đăm đăm chiếc vực giới phi chu hóa thành tia điện bay vút đi. Vực giới phi chu kia nhanh quá, tốc độ bay của chiếc vực giới phi chu này nhanh hơn của ta rất nhiều. Cảm giác nó ngẫu nhiên bùng nổ tốc độ cực hạn, nhanh còn hơn cầm hóa. Dịch Ba đế quân ở một bên nói, lôi tình chúa tể lấy đạo lôi điện thành tựu chúa tể, rất giỏi về tốc độ. Lôi tình chúa tể điều khiển vực giới phi chu càng tinh diệu, phát huy ra uy năng của phi chu, khiến cho vực giới phi chu bay nhanh hơn. Nên cảnh giới cá nhân rất quan trọng, cùng một bó vật ở trong tay, đại năng khác nhau thì uy lực cũng khác nhau. Kỳ Linh gật gù, vèo. Lôi tình chúa tể điều khiển vực giới phi chu bay bên rìa chiến trường, trốn ra khỏi con cầm hỏa thần, lại vừa quan sát đại chiến. Bốn đế quân áo đen bên cạnh xuất ruột và thúc giục, lôi tinh mau cứu tướng quân. Lôi tinh chúa tể lắc đầu nói, không có cách cứu đâu, quá nhanh, còn hỗn độn nguyên thú đó quá nhanh. Ta giỏi bay nhất nhưng tốc độ kém xa nó, dù điều khiển vực giới phi chu bay đi chỉ miễn cưỡng hơn nó một lần chỉ móng. Tốc độ của lang chủ tướng quân lại quá chậm, chậm hơn khi ta bay rất nhiều. Hỗn độn nguyên thú luôn vòng quanh lang chủ, nếu ta đến gần rất có thể bị hỗn độn nguyên thú bắt đi. Hễ bị bắt đi là chúng ta tiêu đời. Ai, khốn nạn mà. Bốn đế quân áo đen rất tức giận, bọn họ bị đả kích quá lớn, nhưng họ cũng hiểu sự đáng sợ của cầm hỏa thần. Vì trong khoảnh khắc năm đồng bạn của họ đã chết đi, chậm một chút xíu thôi là bốn người họ cũng đi bán muối. Lôi tình chúa tể nói, yên tâm đi, nhìn ra được lang chủ có thể thoải mái tự bảo vệ mình. Bốn đế quân áo đen gật đầu đồng ý. Tướng quân không điên cuồng đối chiến, chỉ tự bảo vệ mình thì giảm bớt tiêu hao uy năng rất nhiều, có thể đánh lâu dài. Mặc dù hỗn độn nguyên thú đó rất mạnh nhưng cảnh giới lại quá thấp đi, chiêu thức công kích ngu xuẩn, tướng quân có thể nhẹ nhàng tự bảo vệ mình. Bọn họ biết tướng quân lang chủ có sức chiến đấu cấp dị vũ trụ chi chủ nên mới tự bảo vệ mình thoải mái như vậy. Đế quân áo đen như bọn họ sẽ bị hỗn độn nguyên thú dễ dàng tàn phá, cho dù cảnh giới của nó siêu thấp. Đây chính là lấy lực phá pháp, mặc kệ cảnh giới cao đến mấy đều vô dụng trước cách biệt tuyệt đối. Bùm phập xoẹt, lang chủ như quả cầu mỗi lần đều tinh diệu lợi dụng lực lượng của cầm hỏa thần. Gã liên tục bị đánh bay nhưng tiêu hao năng lượng rất thấp. Lang chủ tướng quân hết sức bình tĩnh nhìn chiếc vực giới phi chu luôn đi theo phía xa xa. Bắc Minh đạo quân phải không? Ta nhớ kỹ ngươi, cứ chờ đấy. Thời gian trôi đi, một chạy một đuổi, chớp mắt kéo dài mấy vạn năm. Kỳ Linh điều khiển vực giới phi chu luôn bám sát theo, chân mày dần cau lại. Đuổi theo là vì Kỳ Linh không bỏ qua cơ hội nào giết chết đế quân áo vàng. Hỗn độn nguyên thú lại được đại khí vận vô tận, chúng nó có thân thể gần như bất diệt, lực lượng mênh mông vô tận bổ sung nhanh. Nên lúc trước Tây Tư tộc xem cầm hỏa thần như nguồn năng lượng, đế quân áo vàng bổ sung uy năng chậm hơn rất nhiều. Lúc trước Kỳ Linh mong đế quân áo vàng cạn kiệt uy năng, khi đó gã sẽ phải chết đi. Đáng tiếc đối phương cũng không ngốc, cũng không điên cuồng liều mạng, nhiều lần giảm lực mượn sức, mức độ bổ sung ngang ngửa tiêu hao nên chống cự bao lâu cũng đều được. Kỳ Linh nhíu mày nói, đã mấy vạn năm mà lăng chủ tướng quân vẫn thoải mái kiên trì được, xem ra hắn bổ sung phục hồi theo kịp với tiêu hao.
Kỳ Linh lập tức truyền âm ra lệnh: Cầm Hỏa, chúng ta trở về. Cầm Hỏa Thần trong hắc ám phía xa phát ra tiếng giống kiêu ngạo, gào. Truy sát đã mấy vạn năm chẳng đáng gì với Cầm Hỏa Thần, một hai hỗn độn kỷ nguyên cũng chỉ là thời gian nó ngủ một giấc. Lang chủ tướng quân ngây ra, chợt hiểu Cầm Hỏa Thần đã ngừng truy sát, gã vội vàng bay hướng vực giới phi chu của Lôi Tinh Chúa Tể. Vèo, rất nhanh lang chủ lao vào trong vực giới phi chu. Trước vực giới phi chu tăng tốc độ, hóa thành tia điện chói mắt, nhanh chóng biến mất trong hắc ám phía xa. Kỳ Linh lặng lặng nhìn hắc ám. Dịch Ba Đế Quân nói: Bàn về năng lượng hùng hồn thì hỗn độn nguyên thú hơn xa dị vũ trụ chi chủ một bậc, thế nhưng cảnh giới của nó quá thấp, giống con nít vậy, chỉ biết vận dụng nông cạn, nên uy năng lớn đến mấy cũng chỉ áp chế cấp dị vũ trụ chi chủ. Trong truyền thuyết chưa từng có dị vũ trụ chi chủ đế quân áo vàng chết trong tay hỗn độn nguyên thú đâu. Kỳ Linh gật đầu nói: Hiệu suất vận dụng quá thấp đi, năng lượng mạnh như vậy Tây Tư tộc bày ra ra hỏa cánh dễ dàng chuyển hóa thành lực lượng đại diệt tuyệt, giết dị vũ trụ chi chủ dễ như chơi. Cầm Hỏa mà có cảnh giới như Kỳ Linh thì giết đế quân áo vàng dễ như húp cháo, đáng tiếc cảnh giới của nó thấp đến không đành lòng nhìn, chỉ có giá tính giết chóc cơ bản. Thanh Ma lầm bầm nói: Đáng tiếc để đế quân áo vàng trốn đi rồi. Dịch Ba Đế Quân nói: Không thể đuổi theo nữa đâu, nếu không bệ hạ cô độc thống lĩnh băng phong quân đoàn giết tới thì rắc rối đấy, khi đó chúng ta đành trốn dưới sự che chở của Cầm Hỏa Thần thôi. Kỳ Linh gật đầu. Nguyên băng phong quân đoàn có 4 đế quân áo vàng, trong đó bệ hạ cô độc mạnh nhất sở hữu vài món binh khí chiến tranh, có thể cưỡng ép phá hủy đi dị vũ trụ. Cầm Hỏa Thần chỉ có 1, rất khó cùng lúc cứng đối với các phương. Đám người Kỳ Linh muốn sống chỉ có thể trốn trong động thiên Cầm Hỏa Thần mang theo. Đương nhiên Kỳ Linh có thể ra lệnh cho Cầm Hỏa Thần đi giết chóc, lao thẳng vào hang ổ của bệ hạ cô độc. Nếu thật sự đánh nhau thì hai bên đều không được lợi. Vèo, Cầm Hỏa Thần biến thành tiên mập, làn da hồng hào, chui vào vực giới phi chu. Cầm Hỏa vênh váo nói: Đánh rất là sảng khoái à, lâu rồi không đánh như vậy. Lang chủ tướng quân gì gì đó chịu đòn giỏi thật, bị ta đánh không biết bao nhiêu lần mà mãi không chết đi. Mang Nhai Chúa Tể, Minh Lan Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể, Thanh Ma kính sợ nhìn tên mập. Tên mập nhìn như vô hại, nhưng khi giết chóc thì Chúa Tể cũng bị tàn sát. Dị vũ trụ chi chủ bị trà đạp chỉ có thể giữ mạng. Cầm Hỏa lức hướng ba người Mang Nhai Chúa Tể, môi nhúc nhích: Ba người này là ai vậy? Chủ nhân có cần ăn bọn họ không? Ba người Mang Nhai Chúa Tể sợ đứng tim. Đừng, Kỳ Linh vội nói: Bọn họ đều là bằng hữu tốt của ta, Cầm Hỏa đừng có phá. Cầm Hỏa gật gù: À. Cầm Hỏa tùy ý nằm dài xuống cái ghế bên cạnh, phất tay một cái, đồ ăn ngon hiện ra cho nó ngấu nghiến. Mang Nhai Chúa Tể thở phào: Hỗn độn nguyên thú đúng là không tầm thường, không tầm thường. Ba người không kiềm chế được đến gần Kỳ Linh, cố gắng rời xa Cầm Hỏa Thần. Phong Vũ Chúa Tể thổn thức nói: Xem trận chiến hôm nay lại được tăng thêm kiến thức rồi. Dù đã được nghe nói đại chiến đẳng cấp dị vũ trụ chi chủ rất là đáng sợ, nhưng ta chưa từng thấy tận mắt qua, vì đại năng ở đẳng cấp này ít khi liều mạng, đây cũng là lần đầu tiên trong đời được thấy, thật lợi hại, vượt xa chúng ta. Kỳ Linh gật đầu, hắn cũng bị chấn động. Lửa của Cầm Hỏa có thể thiêu chết hắn, uy danh của đế quân áo vàng không phải đồ giả. Cầm Hỏa Thần thi triển tất cả thủ đoạn mà không tổn thương được. Kỳ Linh cũng dần hiểu rằng về thực lực công kích thì Cầm Hỏa Thần mạnh hơn dị vũ trụ chi chủ một chút chứ không tiêu diệt được. Về phòng ngự, Cầm Hỏa Thần có thể nói gần như là bất diệt. Về năng lượng, hùng hồn gần như là vô tận. Như bệ hạ cô độc nhờ vào binh khí của Tây Tư tộc, bàn về tấn công có thể giết chết dị vũ trụ chi chủ, đáng tiếc không thể tổn thương Cầm Hỏa Thần. Về phòng ngự chỉ là một đế quân áo vàng bình thường, quan trọng là không thể đánh lâu dài. Như Đạt Phong lĩnh chủ, mỗi khi thi triển Thanh Dương Tinh một lần sẽ tiêu hao rất lớn. Bệ hạ cô độc muốn vận dụng đống binh khí Tây Tư tộc cũng tiêu hao kinh người. Bởi vậy các đại năng rõ ràng có thể công kích mạnh hơn nữa, nhưng khi gặp hỗn độn nguyên thú thì không tổn thương nó được chút nào. Còn hỗn độn nguyên thú nghênh ngang một đường tàn sát, đám bệ hạ cô độc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trận chiến này mang đến rung động mãnh liệt. Kỳ Linh, Thanh Ma, Mang Nhai, Phong Vũ, Minh Lan, một đám đẳng cấp chúa tể, cảm giác sự đáng sợ của cấp bậc cao hơn. Bọn họ hâm mộ Kỳ Linh thu phục được một con hỗn độn nguyên thú.
Bên trong vực giới phi chu, các bóng người đứng xung quanh lặng im. Một thân hình màu vàng lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Khốn kiếp mà! Mắt lang chủ tướng quân lạnh băng đầy sát khí, không khí xung quanh như đông lại. Đã bao giờ bọn họ bị đả kích như vậy đâu? Bốn vị khác nhìn hướng lang chủ tướng quân. Tướng quân! Lang chủ tướng quân nghiến răng nghiến lợi. Ta quyết không thể bỏ qua như vậy được, phải mời bệ hạ. Ào ào ào! Khí lạnh vô tận tràn ngập bao phủ hư không. Một ngọn núi băng lơ lửng giữa hư không, có các đỉnh núi nhô lên, một bóng người lơ lửng trên một đỉnh núi. Ngài vua màu bạc lơ lửng trên cao, người đó mặc trường bào màu bạc hoa mỹ, lộ ra đôi tay, cổ, khuôn mặt đều là màu vàng. Người màu vàng áo bạc ngồi trên ngai vua, hai tay đặt trên tay vịn, giữa trán có tinh thạch hình sáu cạnh đỏ như máu, uy năng lấp lóe tựa như con mắt thứ ba vậy. Người đó ngước nhìn hư không phía xa, im lặng mà nhìn. Nguyên băng phong quân đoàn biết bình thường bệ hạ cô độc sẽ một mình ngắm hư không. Bệ hạ cô độc này vĩnh viễn mặt lạnh như băng, âm trầm, làm mỗi thuộc hạ cảm thấy sợ hãi. Một ý niệm của bệ hạ cô độc có thể cướp đi thân thể của đế quân áo vàng, đế quân áo đen rời sang cho người khác. Lên mỗi binh sĩ băng phong quân đoàn vô cùng kinh hoàng khi ở trước mặt bệ hạ cô độc, e sợ sẽ chọc giận bệ hạ. Chỉ khi giết chóc điên cuồng, bệ hạ cô độc mới lộ ra nụ cười. Một bóng áo xám bay tới cung kính hành lễ. Bệ hạ! Bệ hạ cô độc lướt con mắt vàng qua. Ngươi là người đi theo của lang chủ sao? Người áo xám cung kính nói. Dạ đúng vậy, bản tôn của ta luôn đi theo lang chủ tướng quân. Mới rồi nhận được mệnh lệnh của lang chủ, có chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ cô độc lạnh nhạt nói, mắt vẫn nhìn hư không vô tận. Nói đi. Chuyện này bắt đầu từ một đạo quân tên là Bắc Minh. Người áo xám cung kính cẩn thận kể lại từ đầu tới đuôi, hết sức cầu thị, không chút khoa trương. Bệ hạ cô độc lặng lặng nghe. Lúc nghe nói Kỳ Linh có thực lực chúa tể thì y hơi rung rung mí mắt. Đến khi nghe về hỗn độn nguyên thú mới làm bệ hạ cô độc xoay người lại. Bệ hạ cô độc lẩm bẩm. Hỗn độn nguyên thú sao? Chủ nhân của nó là ai? Là Dịch Ba sao? Người áo xám nói. Không phải, lang chủ tướng quân nói bọn họ từng thấy Bắc Minh đạo quân trực tiếp ra lệnh, bảo là hỏa cầm thú, giết chết bọn họ đi. Chủ nhân của con hỗn độn nguyên thú tên Cầm Hóa chắc là Bắc Minh đạo quân. Khóe môi của bệ hạ cô độc cong lên. Hỗn độn nguyên thú sao? Chủ nhân là Bắc Minh đạo quân nữ. Bệ hạ cô độc đang cười, đế quân áo xám có nhiệm vụ bẩm báo thầm kinh hoàng. Mỗi lần bệ hạ cô độc cười là gã lại sợ. Bệ hạ cô độc gật gù, hình như có chút vui vẻ. Rất tốt, là đạo quân thì tốt rồi. Người áo xám nói ngay. Lang chủ tướng quân báo bên ta chết năm đế quân áo đen, chuyện này nên làm như thế nào? Xin bệ hạ ra lệnh. Bệ hạ cô độc lạnh nhạt nói. Việc qua rồi, cứ cho nó qua đi. Người áo xám hỏi. Còn năm đế quân áo đen đã chết thì sao? Bệ hạ cô độc dửng dưng nói. Chết thì thôi, chuyện này dừng ở đây. Bắc Minh đạo quân có thể nói là yêu nghiệt không thể tưởng tượng. Giờ hắn có hỗn độn nguyên thú, các đạo quân đa số là kẻ điên, nên đừng đấu với Bắc Minh đạo quân. Ngoan cố quá, lỡ hỗn độn nguyên thú giết tới thì không ai ngăn được đâu. Người áo xám ngoan ngoãn nghe theo, mắt bệ hạ cô độc lộ tia mong chờ. Truyền lệnh cho lang chủ bảo hắn mang theo dưới trướng ở lại Viêm Long vực giới, dặn hắn chờ đợi tin tức về Bắc Minh đạo quân. Khi nào có tin Bắc Minh đạo quân không hợp đạo thành công, hãng báo cho ta. Người áo xám cung kính nói. Tuân lệnh. Bệ hạ cô độc lại dặn dò. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ đừng trêu chọc vào Bắc Minh đạo quân nữa. Mãi khi nào hắn hợp đạo thất bại mới báo cho ta. Người áo xám cung kính hành lễ rồi nhanh chóng lùi ra sau. Bệ hạ cô độc ngồi trên ngai vua màu bạc lơ lửng, nhìn hư không đăm đăm, mắt chất chứa mong chờ. Chủ nhân là đạo quân nữ, tuổi thọ của đạo quân ngắn ngủi, chết rồi thì có thể đổi chủ nhân mà. Bên trên Thanh Dương Tinh, bí ma vực giới, Đạt Phong lĩnh chủ nhận được bẩm báo của Măng Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể và Minh Lan chúa tể. Lão giả Lôi Thôi bước ra tiểu viện của mình, mắt sáng như chưa từng có. Hỗn độn nguyên thú sao? Chủ nhân là Bắc Minh đạo quân nữ. Hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện thật. Đạt Phong lĩnh chủ hét lên. Truyền mệnh lệnh của ta, không được tiết lộ tin tức gì về hỗn độn nguyên thú.
ra nghiêm lệnh cho mấy vị đế quân, chúa tể của liên minh 16 vực giới liên lạc với bên ngoài, cấm không được lộ tin tức ra bên ngoài. Hai đệ tử cung kính nói: tuân lệnh sư tôn. Đạt Phong lĩnh chủ thì thào: nếu lộ ra ngoài sẽ hấp dẫn rất nhiều lão già, tuổi thọ của đạo quân có hạn, đạo quân mà chết đi, nếu hỗn độn nguyên thú được lệnh từ chủ nhân cũ sẽ nhanh chóng nhận chủ nhân mới. Ngũ Nghiệp chú tể ở bên cạnh hỏi: sư tôn, chắc bệ hạ cô độc cũng biết chuyện này. Đạt Phong lĩnh chủ lắc đầu nói: tính cách của cô độc sẽ không lộ tin này ra, còn về sau này Bắc Minh hợp đạo thất bại, cô độc muốn tranh với ta ư? Hắn không tranh thắng được đâu. Ngũ Nghiệp chú tể khẽ hỏi: sư tôn, chúng ta cần làm những thứ gì đây? Ngũ Nghiệp chú tể từng là đệ tử không chút bất mắt trong môn hạ của Đạt Phong lĩnh chủ, cuối cùng lại là có thành tựu cao nhất. Trông Ngũ Nghiệp chú tể khờ khạo, nhưng chú tể một lòng nghiên cứu khôn lỗi Tây Tư tộc thì sao ngốc được đây. Vào phút then chốt, Ngũ Nghiệp chú tể cực kỳ bình tĩnh. Gã biết quyền sở hữu hỗn độn nguyên thú đủ ảnh hưởng địa vị của sư tôn mình. Sư tôn khác với Bắc Minh đạo quân, Bắc Minh đạo quân chỉ là đạo quân, có thể sống được bao lâu đây? Sư tôn lại có tuổi thọ vĩnh hằng, nếu thần phục được một con thì địa vị của sư tôn trong vũ trụ hỗn độn bao la sẽ đến độ cao mới, ít nhất bệ hạ cô độc không thể so sánh. Đạt Phong lĩnh chủ lắc đầu nói: không làm gì hết, đừng cố ý làm. Bắc Minh đạo quân là người thông minh, trong lòng hắn tự biết suy xét thôi. Ngũ Nghiệp chú tể gật đầu: vâng. Đạt Phong lĩnh chủ mỉm cười nói: càng ép buộc thì càng vô dụng, chỉ khiến Bắc Minh đạo quân sinh ra suy nghĩ đối địch với ta. Cô độc đã kết thủ kết oán với Bắc Minh đạo quân, theo ta hiểu tính cách của cô độc thì hắn chỉ biết bắt ép. Đừng vội, đừng gấp gáp, phải có kiên nhẫn. Chuyện này cần Bắc Minh đạo quân cam lòng tình nguyện. Nếu như Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại thì cuối cùng sẽ phải làm ra sự lựa chọn thôi. Thiên Mang đế quân ở bên cạnh mở miệng hỏi: sư tôn, nếu Bắc Minh đạo quân hợp đạo thành công thì sao? Đạt Phong lĩnh chủ cười nói: thành công ngư, đấy là đạo trung cực. Ta từng nghe Chí Tôn nói chưa từng có đạo quân nào dựa vào đạo trung cực có thể hợp đạo thành công. Nếu thành công thì thực lực khó có thể phỏng đoán được, sợ rằng đáng sợ còn hơn hỗn độn nguyên thú rất nhiều. Khi đó hỗn độn nguyên thú đã không quan trọng, Bắc Minh mới là quan trọng. Đầu óc của Ngũ Nghiệp chúa tể, Thiên Mang đế quân suy nghĩ nhanh, bọn họ tưởng tượng đạo trung cực hợp đạo thành công thì mạnh đến mức nào. Đạt Phong lĩnh chủ lắc đầu nói: cũng đừng suy nghĩ, vũ trụ hỗn độn bao la, văn minh tu hành giả cho đến nay đã sinh ra vài vị chí tôn, nhưng chưa từng có một vị đế quân đạo trung cực, khả năng cực kỳ thấp đi. Đạt Phong lĩnh chủ ra lệnh một tiếng, nguyên liên minh 16 vực giới tất nhiên đều ứng lệnh. Thật ra mỗi một vực giới cách nhau xa tít mù, muốn truyền bá tin tức bình thường vô cùng khó khăn, chỉ có vài vị chúa tể đế quân ít ỏi trong liên minh 16 vực giới và bên ngoài liên lạc. Miễn bọn họ không nói ra bên ngoài thì sẽ không bị dò dỉ thông tin. Nội bộ liên minh 16 vực giới thì đã lan rộng, vì Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể liên lạc với Đạt Phong lĩnh chủ cũng qua tay vài vị chúa tể đế quân mới trao đổi được. Vì đã Mang Nhai chúa tể không có nguyên thần thứ hai pháp thân nào ở chỗ Đạt Phong lĩnh chủ, cần truyền lời thì đưa đến chỗ Thiên Mang đế quân, sau đó Thiên Mang đế quân báo với Đạt Phong lĩnh chủ. Nhiều người biết nên tất nhiên đồn ầm trong liên minh 16 vực giới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 246 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.